múa múa. Đây anh em ơi, mình đang cho con mồi kè với lại đôi trên AV. Tiện thể mình sẽ để con mặt trắng ở bên cạnh cho nó học cách chơi luôn. Mồi đang múa mái. Đây con trống này. Mình để con mặt trắng ở gần luôn để cho tiện cho nó học cách chơi luôn. Con mái rất là dâm. Vẫn chưa thấy đẻ AV này, đôi AV này vẫn chưa thấy đẻ anh em ạ. Khả năng mình ghép hơi muộn với lại con trống này trống non sao. Đây là chả đẻ gì. Mình sẽ để thử con non gần gần vào xem. Con non gần, gần tí vào xem có đấu không. Mái màu lần ngược luôn.
nhận đưa hết cả.